mười mấy năm trước là con ở với ba. Cái xong đến khi con lớn, mẹ về đây mẹ dắt con đi, con ở với mẹ, con phải xa ba. Tại sao con không có như bao đứa trẻ khác là vừa có ba vừa có mẹ kế bên vậy?